Thằng Huy cắt xong như vậy, nếu mà chưa thì vẫn chưa có biết nào đăng đâu. Yes, give me the dum dum dum, 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 yes, give me the dum dum dum,
Với bạn kiểu ấy mà bảo đáng ra cái thằng bị đánh ấy không đến mức thế đâu, nhưng mà vì là nhà nó nghèo, nó đéo có tiền chữa chạy, nhà tao nó ghét nên là bọn tao để thế cho nó thành thành chết não luôn đấy. Nó còn nhắn tin cho bạn bè kiểu thế mà xong bị lộ thì nhắn ra mày. Ờ thì đấy, thế mới bảo là nhà dột từ nóc mà. Ông bố thì ông ấy ra để cho con đánh, còn con thì mẹ nó ngáo. Ừ, kiểu thằng, có nghĩa là thằng lớp 8 kia đang chơi bóng đúng không? Thì thằng kiểu xích mích với cái thằng lớp 6 này. Thế là thằng lớp 6 mới về gọi bố với cả anh trai lớp 10 ra. Bố ra đấy đứng xong rồi, rồi bố ra đấy đứng xong rồi bảo hai thằng kia vào đánh thằng này. Thằng con này bảo thằng thằng anh với cả thằng em vào đánh thằng này. Nhưng mà hình như đấy là cái chuyện mà bọn nó kể thôi. Nhưng thực chất là hình như ông này cũng vào đánh, nhưng mà để cho hai thằng con chưa đủ 18 tuổi đấy nhận tội cho đỡ phải đi tù ấy. Thì thế mới bảo là bây giờ đang điều tra đấy. Nhà ông này thì giàu, không biết là mẹ chơi trò bịt miệng kiểu gì. Xong có ông luật sư gì đấy nhận ấy rồi đấy, nhận kiểu như kiểu nhận ấy cho cái nhà bị đánh ấy. Vì nhà có tiền nhưng mà nó không có quyền thì khó lắm. Những trường hợp thì các bạn có quan hệ nhưng mà như thằng đấy cho chết mẹ thật, phải cho nó đi chứ, cho cả nhà nó biết đeo. Tội nhất là cái bà mẹ, mẹ hai mẹ con sống với nhau rồi con bị thế. Bố chết rồi thế mới tội, chứ còn cái nhà kia thì mẹ cái lia cam vào phát là cút cút ngay. Sợ này. Ê, hôm nay có cô. Cô đây được sao chị nhìn đến nó cùng sẽ ít cho con nó xem. Sao chắc phải mẹ tiền thêm hai thằng bảo vệ nó thu vé rồi chứ. Siết trung ương. Thật quả đấy, ở đấy phải là rạp siết trung ương luôn đấy. Ngay trung tâm mầm non có này, cấp 1 có này, cấp 2 có này. Phải mầm non mẹ các cô dẫn ra, trời ơi. Kéo khi các cô bây giờ còn nhàn ấy, dẫn ra rằng bọn nó cứ chăm chú xẻm, các cô đỡ phải trông. Diễn cảnh ngủ với cô đấy. Mấy đấy cô, đây mấy anh đây, gì nữa.
có Spider Man chim thua. Chứ bọn ta làm cướp bọn ta chịu. Nó còn quay được video rồi mà đạp ra nó cổ. Thắt cổ. Đóng phim thì rất là chậm nhưng mà được cái làm trò nó nhiều. Chi toàn mua một đống đéo hiểu. Hôm làm TikTok kiếm đồ big size ấy. Ừ. Biết anh mua hết bao nhiêu tiền không? 1.2 triệu thì quần áo, 5 bộ để quay được 5 ít hết phim. Chỉ tốn tiền đầu tư thôi.
bởi vì kênh DeFi quá nhỉ. Đẩy càng ghét này. 7k này, 7k view 48 giờ. DeFi mấy hôm nay hình như nó nhảy căng hay sao? Từ hôm thứ 6 hay thứ 7 anh đã thấy video đầu tiên lên mấy k rồi mà 1k hay... 1k, 1k mấy. Có cả Ai Cập. Hình như là thánh đang xem. Hôm qua dụ thằng Khang với thằng Mạnh qua live cùng, nó cứ ngại mày. Nó ngại, nó nói như mọi người đâu. Ừ, cứ ngại, nó đéo sang cùng luôn. Xong cuối cùng rủ nhau đi bán bia. Nó tự tin tí không ngại kinh đi mà bốn thằng ba thằng mới thì thôi họ live stream nó như mày được cái đợt này đi, như điệp đi, bạn đi live stream mà bên anh cũng nghĩ là đi kinh nghe ba triệu thật tiền tiền đợt tiền về trả ngại cái đéo. Cứt mẹ thế bảo quay cùng đéo quay. Rồi. À không phải, Ly bảo là quay bằng điện thoại đéo có filter. Quay máy ảnh. Quay máy ảnh. À quên, quay bằng máy ảnh đéo có filter. Không quay được là đúng. Welcome, my friend.
xin là xin vĩnh biệt. Yes.
đúng về về đấy là quay thử đi đi xem mẹ nó có dùng không, chứ dùng một đen thì chắc là thôi. Kiểu đáng là đóng tắm thì là phải giữ giữ một tí nữa để xả vai nó xả luôn về thì cắt khó lắm, mình cắt khó cực, tại vì nếu mà đến đấy thôi thì chưa đủ mà muốn thêm thì hết và thiếu. Thank you.
Cái nó kiểu bé quá, nó hơi kiểu quá đúng không? Mình sẽ để
Hả? 6 giờ sáng rồi em sẽ 6 giờ tối chưa? A visitor. Vãi chiều vào đéo thoát ra được. Thank you.
Ô anh chị ơi, 3 cây Spider-Man hôm nay đủ video chưa nhỉ? Của anh một cái, của thằng Đạt em mới có 2 cái. À thế. Hồi thì áp kênh Action DC với cả Spider-Man DC nhé. Hai cây này mới thấy nó lên. Anh ghép chúng nó vào cho nó dài. Áp xong hết rồi Lý. Được.
quá nhỉ. Không mấy cái 5 phút cả không em? Okay. Có cái nào có view không? Give me the dum 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 yes
6 phút nữa rồi quay. Vãi rồi, cái này quay một gần hơn tiếng đấy. Thôi xong rồi. Được chưa? Xong rồi em quay chậm nhỉ? Chỉ đấm nhau hay rồi. Một kiểu kiểu, kiểu quay quay ngang từ người đổ lên thôi. Nó hơi vụt. Kiểu quay ngang, nhiều đổ lên đấm nhau thôi. Nó quay là nó quay hút. Đấy, đứng đây. Quay giữa người nhá, đứng đây nhá. Quay cho anh. Đúng rồi. Cứ đâm cảnh đi đã, tí nó quay vào xong. Lên lên. Ôi. Cho mỗi mình thằng này cứu xong rồi quay cái cảnh Joker chạy ra ngoài kia là được không? Đây là coi coi cảnh nào. Anh một năm anh quay lại với nhau ơi. Okay.
Cái điện thoại đúng không? Còn xuống cái này. Quay cái cảnh hết rồi. Đây còn cái điện thoại đấy.